지금 몇 시야? Bây giờ là mấy giờ? 지금은 6시야. Bây giờ là 6 giờ. 오, 안 돼. Ôi, hỏng rồi. 무슨 일이야? Có chuyện gì thế? 오늘 7시 전에 집에 들어가야 하거든. Hôm nay tớ phải về nhà trước 7 giờ. 내 동생 생일 파티가 7시부터 시작해. Tiệc sinh nhật của em tớ bắt đầu từ 7 giờ. 여기서 집까지 가는데 얼마나 걸려? Từ đây đến nhà cậu đi mất bao lâu? 1시간 정도. Khoảng 1 giờ. 그럼 서둘러. Vậy cậu đi nhanh lên. 내일 봐. Hẹn gặp cậu ngày mai. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 6 giờ. Ôi, hỏng rồi. Có chuyện gì thế? Hôm nay tớ phải về nhà trước 7 giờ. Tiệc sinh nhật của em tớ bắt đầu từ 7 giờ. Từ đây đến nhà cậu đi mất bao lâu? Khoảng 1 giờ. Vậy cậu đi nhanh lên. Ừ, hẹn gặp cậu ngày mai. 축제는 몇 시에 시작해? Lễ hội bắt đầu vào mấy giờ? 2시. 하지만 우리 1시 전에 가 있어야 해. 2 giờ. Nhưng chúng ta phải đến trước 1 giờ. Quê. Tại sao? Chari를 미리 잡아야 하거든. Chúng ta phải giữ chỗ trước. 저런, 내 자리 좀 대신 잡아줄 수 있어? Ôi trời, cậu có thể giữ chỗ cho tớ không? 무슨 일이야? Sao thế?
나 조금 늦을 것 같아. Có lẽ tớ đến muộn. 내 오토바이 고장 났어. Xe máy của tớ hỏng rồi. 그럼 버스로 올 거야? Vậy cậu sẽ đi bằng xe buýt à? 아니, 펑이랑 오토바이로 함께 갈 거야. Không, tớ sẽ đi bằng xe máy với Phong. Lễ hội bắt đầu vào mấy giờ? 2 giờ, nhưng chúng ta phải đến trước 1 giờ. Tại sao? Chúng ta phải giữ chỗ trước. Ôi trời, cậu có thể giữ chỗ cho tớ không? Sao thế? Có lẽ tớ đến muộn. Xe máy của tớ hỏng rồi. Vậy cậu sẽ đi bằng xe buýt à? Không, tớ sẽ đi bằng xe máy với Phong.